truyền tích thứ 50, chuỗi hạt mân côi với Benedetta ở Lộ Đức, nước Pháp. Trên thế giới này có hai trung tâm hành hương lớn nhất và cũng quan trọng nhất, đó là Fatima và Lộ Đức, nước Pháp. Lộ Đức có trước Fatima. Năm 1858, Đức Mẹ đã hiện ra với cô bé Benedetta tại hang mười 18 lần để xác định Đức Mẹ là nữ vương vô nhiễm nguyên tội. Vì năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 10 đã tuyên bố tính điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Sau đó, có nhiều phe phái nổi lên chống bán tính cách vô nhiễm của Đức Mẹ, thì Đức Mẹ đã hiện ra để xác định điều đó. Còn tại Fatima, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ năm 1917, đang lúc có đại chiến thế giới thứ nhất cách nhau hơn 40 năm, cả hai sự kiện hết sức vĩ đại nói lên tầm quan trọng của đức tin Công giáo. Những người vô thần thường nói không có Chúa và cũng chẳng có đời sau, thì đây, Đức Mẹ đã hiện ra và nói rõ phải ăn năn thống hối và cải thiện đời sống. Vậy, nếu không có Chúa, không có Đức Mẹ thì ai có quyền hiện ra công khai như vậy, không lẽ ma quỷ mà nếu đã công nhận có ma quỷ thì cũng phải công nhận có chúa có đời sau cho nên ngày nay hội thánh đã rất tôn trọng hai nơi thánh thiên này để làm chứng cho đức tin công giáo chống lại bọn vô thần thường xúc phạm đến tôn giáo vậy sự tích như thế nào khi hiện ra tại lỗ đức ngày thứ tư 11 tháng 2 năm 1858 tại lộ đức nước Pháp có hai cô con gái con bác thợ sai bột Benedetta và Maria toilet rủ nhau kiếm củi bên bờ sông vơ khi gần tới hang Masabien thì nghe có tiếng ồn ào như cơn giông sắp tới cô nhìn trái phải không thấy cây cối động đậy rồi nhìn về phía hang cô thấy hiện ra một bà đẹp lắm bà nhìn cô mỉm cười và ra hiệu cho cô lại gần bà. Cô không sợ nữa, mở mắt nhìn bà, rồi rút tràn hạt đọc kinh. Bà gật đầu tỏ vẻ bằng lòng, rồi bà cũng cầm chuỗi mân côi. Bà và cô cùng lần chuỗi mân côi, nhưng bà không đọc. Cứ hết một chục thì bà mới đọc kinh sáng danh để ngợi khen Thiên Chúa. Lần hạt xong, bà vào hang và biến đi truyện tích Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức dài lắm, tất cả 18 lần. Ở đây, chúng tôi chỉ chú trọng đến chuỗi hạt mân côi, hiện ra lần thứ năm ngày thứ Sáu, 20 tháng 2 năm 1858. Đức Mẹ dạy cô khi lần hạt phải đọc rõ ràng, khoan thai từng tiếng một, hiện ra lần thứ 15, ngày thứ Tư. 4 tháng 3 năm 1858, Đức mẹ cùng cô lần chuỗi mân côi hiện ra lần thứ 17. Ngày thứ tư, 25 tháng 3 năm 1858, Đức mẹ hiện ra nói với cô, ta là đấng chẳng mất tội tổ tông. Đây là Đức mẹ tuyên xưng trước phẩm vô nhiễm lần thứ hai. Tuyên xưng lần thứ nhất khi hiện ra tại Park gần Paris năm 1830 và dạy đọc lại rất thánh trái tim vô nhiễm xin cầu cho chúng con là kẻ chạy đến cùng mẹ điều đáng chú ý nhất là lần nào hiện ra đức mẹ cũng lần chuỗi mân coi chung với cô sau này nếu có ai hỏi thì cô trả lời đức mẹ dặn phải cầu nguyện cho kẻ có tội bằng chuỗi hạt mân coi như vậy rõ ràng là đức mẹ quan trọng hóa chuỗi hạt mân coi như thế nào cũng như sau này, khi hiện ra tại Fatima sáu lần, Đức Mẹ đã nói đến 12 lần về luyệt lần chuỗi mân côi. Ở bài này, chúng tôi chỉ chú trọng đến chuỗi hạt mân côi mà không đề cập đến các vấn đề khác thuộc phạm vi lộ đức. Cùng những phép lạ Đức Mẹ đã ban cho người ta mà các nhà bác học đã làm chứng điều đó. Lời bàn không còn hồ nghi cho cãi gì nữa, Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần và xác định rõ mục tiêu của người công giáo là thánh thể và chuỗi hạt mân côi. Nếu chúng ta làm tròn hai điều quan trọng đó, thì coi như chúng ta đã giữ đạo nên và chắc chắn sẽ được hưởng phúc đời sau trên nước thiên đàng. AMEN